thưa quý vị, trong đời sống của người Bana Rơ Ngau có rất nhiều lễ hội gắn với lao động sản xuất, sinh hoạt của người dân nơi đây, như lễ ăn mừng lúa mới, lễ trọt nước, lễ bỏ mã. Đặc biệt lễ mừng nhà nông mới là lễ hội luôn gắn bó cùng cộng đồng các dân tộc, được bà con gìn giữ và duy trì đến ngày hôm nay. Trước khi diễn ra lễ Già làng chúng tôi vừa làm lễ khẩn thần linh, già làng lấy rượu pha với huyết đổ từng cột nhà rông, đọc lời thơ ơi già dạt sông dạt suối dạt núi dạt rừng, xin già cho buôn làng chúng tôi sức khỏe mùa màng bội thu, cùng cầu xin được bình an và ấm no. Ơi già hãy về chung vui cùng làng chúng tôi ăn mừng lễ mừng nhà rông mới. Hỡi buôn làng hãy cùng đánh tiếng cầm tiếng chiêng múa soạn xung quanh cây nêu, vui mừng làng mình có nhà rông mới. Kính mời bà con cùng buôn làng chúng tôi cùng các vị khách phương xa phương gần về đây chung vui bên chế nghệ thuật. Niềm tin giữa con người với các thần linh, nơi lưu giữ những giá trị tinh thần thiêng liêng nhất của cộng đồng. Nhà rông còn mang sức mạnh tinh thần gắn kết các mối quan hệ trong cộng đồng làng xã. Ngôi nhà rông chính là nhà làng, là trung tâm của làng, là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của cộng đồng, lễ hội, vui chơi, hội họp, đón tiếp khách quý và giải quyết các vụ việc liên quan đến cộng đồng trong làng.